Rồi để hai. Quay. Quen đó. Quen lắm nè. Ở chết này là hành động chính đáng nha bạn nha. Không trả tiền nè. Không trả tiền nè. Chúng ta có màu tím vượt qua lại rồi. Thiệt chúng ta sẽ được tiền đó Sam ơi. Hả? Cái gì đây? Anh Phong ơi, anh Cairon với lại chị Simi đang làm tiệm nét bất ổn giống anh kìa. Bắt chước anh kìa. Trời ơi, cái này là không được. Cái này là chơi vậy là không được cả nha. Tự nhiên bắt chước người ta làm kỳ vậy. À là muốn lật đổ rồi là tiệm nét Phong Sam rồi. Trời ơi, tiệm nét của Cairon với Simi mà đòi xịn bằng tiệm nét của Phong Cận và Sammy hả? Trời còn lâu. Cairon làm sao biết được Phong Cận đã có một cái tiệm nét siêu to khổng lồ ở trên gọi là thành phố đúng không? Và bây giờ Cairon muốn về quê mở tiệm nét chứ gì? Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục series tiệm nét và lần này thì sẽ có hai cái tiệm nét đấu với nhau, là tiệm nét của mình và tiệm nét của Cairon sẽ đấu với nhau nha các bạn nha, để coi tiệm nét của ai xịn hơn. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi ok 500 anh em, hiện tại thì mình đã vào lại trong cái tựa game tiệm nét nhưng mà phiên bản dưới quê của chúng ta ở đây đó. Thì trong tập trước á là mấy bạn cũng thấy là mình với Sammy đã về quê để mở tiệm nét tiếp đúng không? Nhưng mà lần này bọn mình sẽ đấu với lại Cairon, cho nên là bọn mình sẽ chơi lại từ đầu luôn để cho Cairon tâm phục khẩu phục, mấy bạn hiểu không? Đấy. Công bằng ok, công bằng đó, để coi tiệm của mình với tiệm Cairon ai xịn hơn. Trời ơi. Đó, ok. Thì ở đây lần trước tôi thấy là Cairon có cài ở trong game á là Cairon có một người vợ đó, cho nên là tôi cài một người vợ trong game, thấy không? Đó. Mà nhìn cái bạn này nhìn mặt giống Sam ghê ha. Giống chỗ nào? Giống mà. Giống chỗ nào? Bà này nhìn thấy ghê quá, tôi đâu mà giống bạn này đâu. Ủa nhìn thấy ghê quá. Mà từ tại sao ông lại cưới vợ trong game? Ủa tôi cưới vợ trong game thôi chứ có gì đâu. Cưới vợ trong game có nghĩa là ông đang gọi là gì ta? Ông không có chung thủy tôi rồi, ông không có cưới vợ ngoài đời hả? Ủa gì? Ly gì vậy? Tôi ly gì vậy? Thôi rồi, ok, ly dị đúng không? Đây rồi, để vô xóa bả ra luôn. Rồi, xóa. Rồi đó, xóa rồi đó, biến mất luôn rồi, rồi xong. Vợ tôi bị Thanos búng tay, biến mất rồi các bạn. Đó, rồi xong rồi, biến mất rồi. Ok, vậy được chưa? Ông chỉ có thể cưới được tôi thôi, hiểu không? Tôi là ở trong game. Ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi đến cái chỗ tiệm net của chúng ta nha các bạn nha. Đây thì cái đường tắt đi cho nó nhanh. Đó, bây giờ nè mình nói với bạn nghe nè, bình thường là mình chơi game này mấy bạn cũng biết game này chơi như thế nào đúng không? Cho nên là mình sẽ làm nhanh một phát một, mình làm cho xong luôn tiệm net nha các bạn nha. Hiện tại tiệm net mình mới chơi lại từ đầu cho nên là nó còn bẩn đồ cái kiểu lắm, cho nên bây giờ nè các bạn coi nè, búng tay cái là mình tua nhanh phát là mình gọi là làm xong cái tiệm net của mình luôn nè, cho Cairon tâm phục khẩu phục luôn. Rồi. Xong rồi nha anh em. Đấy. Thế là bây giờ chỉ cần một cái búng tay là xong tiệm net. Đây các bạn coi nè, đây Phong Sam Đậu Family vẫn là cái tên cũ nha các bạn nha, nhất định phải có đậu ở trong đó nha các bạn. Đấy. Và tiệm net thì mình đã dọn dẹp sạch sẽ, sau đó là mình đã xếp đến tận hai cái máy tính luôn. Okay. Tiệm net của Cairon hình như là được có một máy tính nữa các bạn. Ôi, ơi sao rồi, sai đúng rồi. Tiệm net mình nhiều hơn tiệm net Cairon là mình xịn hơn Cairon này đúng không các bạn? Đấy ok. Rồi để mình lên mình mở máy cho khách nè, để chờ khách tới chơi. Sau đó kiếm ít tiền mình sẽ mở rộng tiệm net mình ra to hơn ở thành phố luôn nha các bạn nha. Ok. Có một người đánh giá 5 sao cho tiệm net mình luôn nữa các bạn. Mới gì là thấy hơn rồi đó, có cái đánh giá rồi đó. Đúng rồi, chưa gì có một người đánh giá 5 sao là thấy xịn rồi đó. Rồi bây giờ mình ra ngoài đây mình mời khách đi. Dạ rồi. Kính chào quý khách, kính chào quý khách. Mời quý khách ghé quán em. Quán em là gọi là tiệm net siêu xịn luôn, xịn nhất ở chỗ này rồi. Tại chỗ này không có chỗ nào có tiệm net ngoài tiệm net của em. Đó. Cho nên là tiệm net em là xịn nhất, anh hiểu không? Đây các anh này nhìn có vẻ là vui vui nè. Sao tính nói chuyện xíu anh bỏ đi rồi. Còn anh này anh bị gì vậy? Anh ơi, anh chưa ăn sáng rồi, anh bị lắc hả anh hay sao vậy? Thấy anh bị gì? Anh bị giật, bị lắc rồi đó. Trời ơi, anh này anh hip hop nè, và đây anh đang đi theo kiểu Michael Jackson thấy không? Đó, lùi lùi á đó, kiểu vậy. Đó. Ủa có ai vô như thế hồi gì nhảy quá trời, không ai vô. Ui. Đây. Có một anh này, ui anh thả tim luôn kìa. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Anh thả tim cho mình luôn kìa đó. Rồi bây giờ anh vô anh chơi tìm net để em mở máy cho anh nha. Đó, một vị khách đầu tiên nha bạn. Ui có thêm người nữa kìa. Hai vị khách luôn. Hai khách nha. Rồi, một người bật máy nè. Rồi bật máy cho người thứ hai nè, quá xịn sò con bò cười. Rồi để hai. Quay. Con ơi, sao mà tiệm net bất ổn quá vậy tiệm net? Trời, là tiệm net bất ổn là phải có bất ổn mới chịu nha. Trời ơi, trời đen đứng tự nhiên nguyên cái ông nào ôm chiếc bom vô nổ đụng banh cái máy rồi xong cúp điện luôn. Trời. Mới khai trương luôn á Phong ơi, được chiếc bom. Khô thiệt sự, trời ơi, mà không sao, tiệm net mình vẫn xịn hơn Cairon đúng không? Mình vẫn xịn hơn, mình hai máy rồi mà không sao. Vậy là cái này là gì ta? Cái xui thôi, xui thôi bạn ơi. Xui thôi. Xui
không sao, trời mình lóc ơi. Không sao. Rồi bây giờ để xếp lại nè, thiệt luôn á trời. Tính ra hai vị khách vô chưa kịp lấy tiền luôn á Sam. Chưa kịp lấy tiền luôn á, nó nổ một cái xong hai vị khách banh xác luôn. Trời ơi. Quá khổ luôn, đúng là tiệm net ở dưới quê nó làm việc nó khó hơn ở trên thành phố thật. Trời ơi, người ta gọi là tiệm net bất ổn mà Sam sao thấy nó bất ổn chưa? Mới này vô là thấy bất ổn. Đậu, đậu làm gì á? Con đậu nó cứ cắn mình các bạn ạ. À. Đây mới bới đậu lên, cho đậu lên làm nhân viên coi. Bây giờ là nhiệm vụ của đậu là đậu phải canh nhà đúng không? Đậu ngồi đây đậu canh nhà đi. Đó. Để Phong lắp lại mấy cái bóng đèn đồ kiểu đó. Trời ơi, nổ cái banh máy luôn các bạn. Rồi, bật máy lên lại nè. Trời ơi, thiệt luôn á. Xui quá trời xui. Thôi đậu mập thấy gọi là ngồi nhoi quá, thôi cho đậu mập xuống dưới đi. Mập nhoi quá. Rồi bây giờ làm lại nè, mở lại tiệm net lần nữa nè. Từ từ, hình như là tôi thấy có tí rác nè, để tôi lau hiểu không. Tiệm net bọn mình tuy là hơi cũ nhưng mà phải sạch sẽ, bạn hiểu không đó. Thơm tho, xịt nước thơm đúng vô. Rồi thơm tho. Đây từ từ, hình như tôi mới thấy ai đi ngang coi, quen lắm nè. Đây nè, quen lắm nè, quen nè, quen lắm nè. Ôi chết anh ơi, trời, đánh lộn khách rồi. Trời ơi, tôi quýnh lộn người rồi. Trời ơi, em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều. Trời ơi, quýnh tôi nhầm anh kia luôn rồi. Trời ơi, rồi xong, tôi lỡ quýnh hai người luôn rồi sao? Trời đất ơi là trời. Thôi chứ không sao đâu, chứ không sao đâu. Rồi, mình để cái gậy đây cho chắc. Ok rồi, mình sẽ lắp thêm cái bóng đèn lên. Nó nổ rớt cái bóng đèn luôn các bạn. Rồi, nhiệt độ hiện tại đang là 24 độ. Ok, được. Ok, ổn đó. Nước thơm kìa. Xịt dầu thơm cho thơm phòng nè, đấy. Sam biết Sam biết cây Kairon lần trước Kairon kêu cái này là gì không? Cái gì? Kairon kêu cái này là bình sơn tường, sao Kairon sơn tường? đúng là không có chuyên môn. Đúng rồi, hả? Đúng là người quê mùa. Làm trời sao mà có thể đối đầu với Phong Cận và Sammy được đúng không bạn? Trời ơi, gì mình xịt tường nữa. Ghê luôn à. Ui. Trời, ủa sao mà anh? Dạ rồi, cảm ơn anh. Wow, 5 đô đầu tiên. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Sao anh này anh chơi nhanh quá vậy? Vô cái bật máy rồi tắt máy vậy? Bật máy cái tắt máy luôn. Ở đây có thêm chị vô nè. Đây đây đây, để bật máy cho chị. Khách vô nườm nượp sao mày. Ủa? Chị luôn. Hai chị luôn. Trời, khách vô nườm nượp sao mày. Tôi thấy bắt đầu có tiếng chuyện hơn rồi đó. Rồi, tôi thấy là có tiếng chuyện đó, hai vị khách luôn các bạn. Đó. Đứng không canh cho tôi, lỡ cái thằng cái cầm bom vô nữa. Nhưng mà bây giờ mình đói bụng quá, tôi đi kiếm gì tôi ăn đã bạn ơi, tôi đang bị đói. Đây 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 đây. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài đây để mình mua đồ ăn nha. Đây, ở chỗ này. Để xem coi chúng mình sẽ có món gì đây. Món là hot dog, là món chó nóng hả? Không. Là con đậu nóng đúng không? Không, hot dog là xúc xích. Trời ơi. Không, tôi giỡn mà, tôi biết mà. Còn này là chicken hot dog, có nghĩa là gà nóng con chó. Mệt ghê luôn á. Ôi giỡn. Đây, để mua tí đồ ăn rồi ăn nè. Ủa rồi còn khát nước thì ở đâu ta? Hình như chỉ cần ăn bánh không, không cần uống nước các bạn ơi. Rồi ok, đi về đi về về. Không hỏi có ai vô tìm net tôi trộm hay gì nữa. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với buổi sáng của ngày hôm sau các bạn ạ. Và mới vừa mở cửa là đã có hai vị khách vào để chơi rồi các bạn ơi. Đó, để dọn dẹp qua xíu nha. Đấy. Ok, hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ kiếm được thật là nhiều tiền. À đây đây đây, anh trả tiền nè. Đấy. Phải không? Dạ cảm ơn ạ. Ủa? Ủa sao mà trời ơi, sao mà cái tiệm net của tôi lần nào cũng có người vô quỵt tiền vậy trời. Quỵt tiền nè. Này thì quỵt tiền. Trời ơi. Thanh thanh thiên đánh bơm, thanh thiên đánh bơm, đánh bơm, đánh bơm nè. Đó, vậy đi cho nó chắc các bạn. Ủa, rồi xong, đói quá xỉu, tôi quên ăn sáng. Trời ơi, tôi quên ăn sáng các bạn ơi. Oh no. Cái gì mà lo làm dữ vậy? Trời ơi, tôi tập trung làm việc quá, tôi chưa ăn sáng. Trời ơi, em không ổn rồi. Vậy? Vậy mất tiền không? Thì chắc là mất tiền tiếp rồi đó. Ê, hồi trừ sáng mới thua được mấy đồng chứ nhiêu. Nhưng mà tôi thấy sáng giờ nào là quỵt tiền nè, nào là người ta chơi xong chạy nè, rồi giờ là gì? Đánh bom, người... lâm lâm. Ừ, đánh bom, rồi có người trả tiền thì mình lại bị ngất xỉu. Trời ơi, khổ thiệt sự luôn á trời. Tính ra là cái tiệm net này là đúng nghĩa là tiệm net bất ổn thiệt luôn rồi nè. Đó, tiệm net trên thành phố này nó còn bình thường nha các bạn nha. Tập này mình hơn cay không? Tôi thấy tập mình bất ổn quá à. Ừ, sao tôi thấy tập này của mình, tiệm net mình đó. Bất ổn hơn tiệm net của cay nữa. Không, nhưng mà mình hơn cay hai cái máy tính là mình xịn hơn cay rồi. Mà có kiếm được tiền. Yên tâm đi, Kairon cũng có kiếm được tiền đâu. Sam phải xem video của Kairon á thì Sam mới thấy Kairon cùi bắp à. Kairon không biết làm gì hết trơn á. Đấy, okay. Từ để ăn cái bánh năm thôi, tí nữa xỉu nè, rồi ăn cái bánh. Rồi ok. Đánh bom nè. Ok. Cái mặt là biết đánh bom rồi. Rồi quay về quay về. Thấy không, hai vị khách đi mất tiêu. Mất cái tiền rồi. Thôi không sao không sao, xịt cho nó bay mùi nè, cho nó đỡ xui nè. Đó, xịt xịt đi. Xịt đi. Ok rồi. Xui xẻo. Bây giờ mình để wow. Đẹp chưa, có hai con chó. Ê, có hai con chó đẹp dữ vậy. Ê, nhưng mà hình như tôi nhớ game này à, trong đây nó có bé cam bé bông á Sam. Tí nữa mình đi kiếm bé cam bé bông đi. Có khách kìa. Ở đây đây có chị khách nè. À, chị nè, chị hôm bữa quỵt tiền mình đúng nè. Rồi, chị qua chị
chị lần này quật không à. Hy vọng lần này chị sẽ không quật tiền mình nữa nha chị nha. Ok, đây từ đem bật máy cho chị. Ơi khoan, từ tính ra nha các bạn nha, mình mới vừa phát hiện ra ở trong game này á, ngoài làm tiệm net thì chúng ta còn có một cách để có thể kiếm tiền đó nha các bạn nha. Đây rồi, bây giờ mình chạy qua đây nha các bạn nha. Đây, ở bên này mình phát hiện ra nó có một cái trường đua ngựa các bạn ạ. Đó thì nhiệm vụ chúng ta vào đây nè, chúng ta sẽ chọn ra một con ngựa màu nào đó, sau đó nó sẽ đua với nhau và nếu như chiến thắng chúng ta sẽ được tiền. Hình như cái này là trong tập nào đó mình có giới thiệu với bạn rồi đó. Chơi đua ngựa. Đúng rồi, bây giờ mình chọn màu gì giờ Sam? Tôi không biết. Bây giờ mình chọn ngựa màu đỏ đi cho nó chiến, hay là con màu hồng? Màu hồng đi, màu hồng. Màu hồng đúng không? Con này là con không, con này con màu tím rồi. Ok, tôi sẽ mua 100 đô. Rồi ok. Ôi dữ vậy? 100 đô lận. Cái này là 100 đô lận các bạn ơi. Ok, rồi. Quá trời luôn. Để xem coi liệu rằng con màu hồng 100 đô này của Sammy sẽ có thể giúp cho chúng ta được tiền không đây. Ủa màu hồng nè. Màu hồng đang top 1, màu hồng đang top 1. Ok. Ok ok, cố lên cố lên cố lên. Màu hồng vẫn đang top 1 các bạn ơi. Không. Con này là màu tím nha. Con này là màu tím, phải màu hồng nha, nhầm nha. Rồi, con màu vàng vừa có kìa. Con màu đen vừa qua rồi. Trời ơi. Màu đen hả? Đúng rồi, con màu đen vừa qua. Nhưng mà con màu tím vừa qua lại rồi. Hay quá. Sắp có tiền rồi bạn. Sao không vậy? Thiệt thiệt, chúng ta sẽ được tiền đó Sam ơi. Trời ơi. Rồi, đây đây đây. Con gì đang dí theo vậy? Sợ quá à. Yên tâm đi, màu tím thắng là cái chắc rồi. Chạy đi màu tím ơi. Tiến lên nào, có tiền rồi, hết bất ổn rồi bạn ơi. Hết bất ổn rồi nha. Bây giờ là tiệm net của tôi là có tiền để làm tiệm net rồi nha. Hết bất ổn rồi. Đâu? Ủa? Ủa, Ủa sao, sao, sao nó chậm lại vậy? Ê, sao nó chậm lại vậy? Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Rồi sao? Ủa? Trời ơi, nó còn đang nghỉ sao, kìa. Sao nó dừng lại rồi? Gần tới đích rồi mà. Trời ơi. Rồi xong top 4 luôn. Rồi xong. Trời ơi, rồi xong top 5 luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Câu mộng của tôi kỳ quá vậy. Tính ra là sắp thắng luôn rồi. Tôi tưởng là hên rồi. Ai vậy, nó vẫn xui. Trời ơi. Trời ơi. Đúng là xui cái na xui mũi thật. Thôi giờ mình về nhà mình thu tiền nè. Trời ơi là trời, khổ ghê. À đây, may quá anh này còn ở đây. Dạ cảm ơn anh. Ui 185 đô luôn á. Ủa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? À anh quay lại trả tiền hả? Ủa, à dạ cảm ơn anh. Anh quay lại anh trả tiền. Đây đây từ từ đi, mình lấy tiền. Lấy ủa sao lấy không được? Lấy anh ơi từ từ. Anh đi kỳ anh đi. Sao anh này anh đi kỳ vậy? Anh ơi từ từ, em chưa lấy tiền. Anh ơi, em chưa lấy được tiền. Cái tiệm nét này bất ổn quá. Gì á? Em này biết gì á? Cái tiệm nét này bất ổn quá. Thôi cho ảnh luôn đi. Thôi anh đi. Thôi anh đi luôn đi, tôi mệt anh quá. Trời ơi là trời. Ông đập cái vàng vi tính của mình đó chứ. Ông vô ông chọi cái màn hình của mình xuống sàn nữa trời. Sao cái tiệm net của tôi nó bất ổn thiệt sự luôn. Không những tiệm net ông bất ổn mà khách ông cũng bất ổn nữa. Nó đủ cả hai con bồ luôn. Trời ơi là trời, nói ông đi đua ngựa xong giờ về khách đi hết trơn rồi còn xả rác nữa nè. Trời ơi. Thôi không sao không sao, mình hơn hai máy tính. Bây giờ mình chỉ có hơn Kai ở chỗ là mình có hai máy tính thôi bạn ơi. Không biết là tập sau Kairon sẽ lên 3 máy tính hay là 4 máy tính đây, để xem coi. Mình có rất nhiều cái hơn nha. Đúng rồi, mình hơn là nhiều mà. Hai cái máy tính là hơn Kai nè. Ủa? Ủa? Vẫn không trả tiền. Nhà này kỳ quá ta, đây đâu phải là cái gì đâu, đây đâu phải là cái này là hành động chính đáng nha bạn nha. Không trả tiền nè, không trả tiền nè. Trời ơi, có 3 đô thôi đó. Có 3 đô thôi mà không trả tiền luôn, thấy không? Mệt luôn á. Trời ơi là trời. Tôi là tôi thấy tiệm net tôi khó khăn hơn Kai rồi đó nha. Khó khăn hơn Kai, mình khách Bình Dương hơn Kai nè, mình có nhiều cái hơn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Khách mình Bình Dương hơn khách của Kai. Đó, là hơn rồi. Không cần quyết. Độc lạ Bình Dương rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ để rồi có khách vô, mày quá. Mình đi ăn cái, mình đi ăn cái, mình đang bị đói bạn ơi. Mình sắp xỉu rồi. Cho em một phần gà nóng con trâu. Bánh mì thịt gà. Trời ơi, thịt gà nóng con chó là cái gì? Trời không có nổi tướng lắm. Hai người vô nè, bây giờ mình sẽ vô mình mở máy cho người ta xong rồi mình về mình ngủ cái nha các bạn nha, chưa buồn ngủ quá rồi nữa. Ok. Ủa cái gì vậy? Ủa sao chị này chị coi cái gì xong chị ói chị chạy luôn vậy? Ủa? Thì bà này. Sao cái bà đi? Cái bà nội nó cứ không lần nào bà trả tiền luôn nha. Không trả tiền nè. Trời ơi. Sao bà này không bao giờ tôi thấy bà trả tiền luôn á nha mọi người. Thôi lần sau vô là đuổi bà ra đi, mệt. Ừ rồi. Ok nè, anh như anh này nè, nhìn mặt ảnh bậm trợn như thôi nhưng mà ảnh trả tiền cho mình đàng hoàng này, hiểu không? Sợ không rồi. Nên đánh giá người khác, hiểu không? Quá trời. Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đó. Ok rồi, đóng cửa tiệm này, đi về nhà ngủ cái, buồn ngủ quá. Quá rồi. Rồi đi về nhà ngủ cái nha bạn nha. Ok. Rồi, cái game này á là mình muốn sell game lại là mình phải đi ngủ nha các bạn nha, cho nên là bây giờ mình sẽ đi ngủ để sell game lại cho nó chắc. Đó, lỡ đâu bị gì. Ủa
chưa đến giờ đi ngủ. Ok thôi không sao, để tí nữa trời tối mình sẽ đi ngủ. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau về lại dưới quê để mở tiếp tục cái tiệm net ở dưới quê, và mình sẽ thách đấu cùng với Kairon để coi tiệm net của mình và tiệm net của Kairon ai sẽ là tiệm net xịn hơn nha bạn. Đấy tất nhiên là một cái người dày dặn kinh nghiệm như mình thì phải làm xịn hơn rồi các bạn, đúng không? Các bạn đừng quên comment phía dưới Sam biết coi là tiệm net Phong Sam xịn hơn hay là tiệm net của Kai Sim xịn hơn, đừng quên comment nha. Ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Nếu như muốn có tập tiếp theo thì đừng quên nhấn vào nút like nha, nhớ like video nha. Bye bye, see ya. We'll be right back.